Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video này mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái dự án của Payment Store. Hai video trước mình đã giới thiệu cho các bạn về những cái dịch vụ đối tác cũng như là những cái mặt tích cực của cái dự án Payment Store này. Thì video này mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn về là cái nền tảng của mã thông báo POS. Đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại thành phố Panama và được dẫn dắt bởi một nhóm các cá nhân có văn hóa. Những người mong muốn tạo ra cái sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người có nhu cầu trên khắp các châu Mỹ Latin. Và nền tảng mã thông báo POS là nhà phát hành và người giám sát mã thông báo dự trữ. Mã thông báo POS sẽ được giữ trong ký quỹ và được ghi lại trên blockchain cho nhu cầu trong tương lai. Và các thành viên sẽ phát triển các chương trình giáo dục và nỗ lực cộng đồng nhằm mục đích nâng đỡ Panama bằng cách giúp đỡ những cá nhân và gia đình kém may mắn với các dự án xã hội như là nhà ở sinh thái này, giáo dục máy tính, lập trình blockchain và công nghệ tiền điện tử. Thì cái nền tảng mã thông báo của POS sẽ làm việc với Payment Store để gây quỹ và đóng góp hướng tới các cái chương trình tổ chức tài trợ, quyên góp và giá mã thông báo cộng đồng. Và tổ chức phi lợi nhuận sẽ đầu tư vào cộng đồng địa phương, các cuộc thi và công nghệ nghĩ rằng nó sẽ phát triển hơn nữa về cái công nghệ mới. Vì với Panama thì ngôi nhà của chúng ta sẽ có trong tâm trí của chính chúng ta. Và nền tảng mã thông báo POS đang nhằm mục tiêu vào các blockchain công cộng và tư nhân tiên tiến, hợp đồng thông minh, tài liệu, tiêu đề, chữ ký điện tử, công chứng điện tử AI và các ứng dụng phi tập trung công khai mới cho sáng tạo tài sản ảo. Đó. Thì đấy, thì đây là một số những cái giới thiệu về cái nền tảng này. Về còn đây sẽ là về cái giới thiệu về cái địa điểm này, về công ty này cũng như là những cái mạng xã hội này. Đây, địa điểm của công ty đó chính là Bosque del Toro ở thành phố Panama. Đấy, đây chính là điện thoại này, Telegram, địa chỉ web và Twitter. Và các bạn có thể tìm hiểu cái dự án này thông qua một số những cái bài blog rất là mới. Đây, các bạn ở đây. Đây, bài báo vào ngày 25 tháng 7, 2019 này. Đấy. Đây, bài báo ngày 8 này, tháng 7 này. Đấy, bạn có tìm hiểu đây. Và mình giới thiệu qua cho các bạn về cái cộng đồng của cái dự án Payment Store này. Thứ nhất là về cái trang báo Twitter thì các bạn có thể thấy là cộng đồng của trang báo này cũng khá là đông, đã có gần 8.000 người thích và theo dõi về cái trang báo Twitter này. Đó. Và các bạn có thể tìm hiểu thông tin của cái dự án này thông qua những cái trang báo Facebook này. Đấy, họ sẽ thường xuyên cập nhật những tin tức. Đây, các bạn có thể thấy đây, 2 giờ trước này họ này cập nhật này, 28 tháng 7 này, những cái bài báo họ cập nhật rất là thường xuyên. Và mình để ý thấy cái lượt tương tác của cái trang báo Facebook này khá là cao. Đấy, có thể nói về cái công cuộc xây dựng về mặt cộng đồng là cái dự án Payment Store làm khá là tốt. Đấy, rất nhiều bài báo được chia sẻ này và được update những tin tức này. Đấy, tháng 7 các bạn có thể thấy là trong thời gian sắp tới thì họ sẽ triển khai IEO trên sàn Probit và Xmarket nhé. Đấy, đây là một thông tin rất là vui. Đó. Tiếp theo là về cái trang báo Twitter. Thì ở trang báo Twitter thì mình để ý xem nào. Về cái trang báo Twitter này thì có 100 lượt follow thôi. Thì về cái cộng đồng của Twitter này thì cũng không được đông cho lắm. Đấy, mình để ý những cái bài báo, mấy bài báo Twitter này thì họ cũng nhập thường xuyên thôi. Đấy, nhưng mà có thể là cộng đồng bên này chưa được nhiều người biết tới. Đấy, thế nên cái lượt tương tác và chia sẻ của cái bài báo Twitter này cũng chưa được cao. Đấy, đây là một số giới thiệu này của Porter Token này về cái việc họ sẽ list sàn IEO, Probit và Xmarket này. Mã thông báo tiện ích thực sự sẽ được sử dụng trên cổng thanh toán xuyên biên giới của chúng tôi và vào thời điểm ngày 24/8 này. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, những bài báo của họ được update thường xuyên luôn. Thì chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa thôi thì dự án này sẽ IEO. Thì mình cũng như các bạn là rất là mong muốn. Đấy, xem một thời điểm đấy thì đến khi cái mã thông báo list sàn thì nó sẽ phát triển mạnh như thế nào. Đấy, đây là một thông tin rất là tốt. Đó.
Thì trên đây là một số những cái giới thiệu của mình về cái dự án Payment Form này. Mình đã tổng hợp lại 3 video để giới thiệu cho các bạn về cái dự án này. Thì các bạn có những cái thắc mắc gì thì có thể comment phía dưới video để mình cố gắng giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video. Chào tạm biệt.